chung là hai nhóm lớn là nhóm giãn nở với lại là nhóm kỳ đại. Thì để mà nói cái nguyên nhân của giãn nở thì người ta cũng liệt kê rất nhiều nguyên nhân từ nguyên phát cho đến thứ phát, nhưng mà người ta vẫn còn bỏ ngỏ là có những trường hợp u căn. Và ngay cả hồi buổi trước tôi có đề cập đến là đó là do di truyền hay là những cái gen đặc biệt, thì có những trường hợp là ngay cả thai cho tới phát triển lớn lên có thể là tới 10 tuổi hay 20 tuổi thì lúc đó tim mình nó mới bắt đầu thay đổi, mới phát triển thành những cái bệnh cơ tim giãn nở hay các chị. Hai đó là không phải là tất cả những trường hợp mà là mình phát hiện trong thai á, thì là nó là nặng mình thấy được thôi, nhưng còn cả để đi phát bình thường sau này mình lớn lên khoảng 10 tuổi, 20 tuổi hay 30 tuổi mình là mới có bệnh. Thì ngay cả trên người lớn thì tôi cũng thấy những trường hợp mà tôi khám được cả gia đình thì chú bác đều bị hết, ngay cả đi sống ở nước ngoài ở đâu thì cũng bị hết, như có gen, cái gen nó rất là sợ. Thì cái bệnh cơ tim là rối loạn chủ yếu cơ tim, thường không đi kèm với bất thường cấu trúc hay bệnh nặng ngoài tim. Có nghĩa là giả sử như nếu mà bây giờ mình có hẹp cái van động mạch chủ hay van động mạch phổi, nó làm cho cái buồng tim nó dày lên, thì cái đó nó không có nằm trong bệnh cơ tim ha, nó nằm trong bệnh cảm hẹp van đó ha. Còn nếu mà tính chung cái bệnh cơ tim nó sẽ chiếm khoảng 2-4% bệnh tim bẩm sinh. Thì bệnh cơ tim giãn nở thì không phải là bắt buộc là nó phải giãn tất cả bốn buồng tim giống như trên người lớn, nó có thể nó giãn buồng tim này mà không có giãn buồng tim kia, hoặc là giãn hai buồng tim, thường nó kèm với hở van nhĩ thấp và buồng thai nhi trong tình trạng suy tim. Bệnh cơ tim kỳ đại nó có thể là dày đồng tâm toàn bộ, thường thường trong thai người ta thấy dày đồng tâm toàn bộ nhiều hơn là nó dày đồng tâm. Tại vì trên người lớn thường đến với mình á, mình làm cái siêu âm tim á, mình nói bệnh cơ tim kỳ đại thì thường sao ạ, mình sẽ so sánh cái độ dày của các liên thất với lại cái thằng sau, thì cái chỉ số nó hơn bao nhiêu á thì mình mới tính là giống như bệnh cơ tim kỳ đại. Còn nếu mà không á thì nó kỳ đại là nửa đồng tâm ít khi nào nói tới ha. Thì cái nguyên nhân của bệnh cơ tim giãn nở á thì là nguyên phát có thể là do hủy hoại cơ tim trực tiếp, có thể do siêu vi hay có thể do vấn đề về mạch máu mà nó làm ảnh hưởng tới cơ tim. Còn thứ phát đó là do cung lượng tim cao, nằm trong cái bệnh cảnh nó có thể là giống như người lớn mình vậy đó, một cái thiếu máu nặng hay những cái trường hợp là tăng gánh thể tích. Thì nguyên phát thì đó là những trùng thai giống như là hoặc sắc khi ha, và thằng bé ha. Còn cái tập virus này á thì nó là gây nhiễm trùng thai và nó vừa gây thiếu máu nặng nữa, tại vì xin lỗi cái nguyên nhân mà thứ phát thì cũng có nó luôn. Di truyền và nhiễm hóa thì nó nằm ở trên những cái bệnh cảnh về những cái gen ha. Thì trong cái di truyền này người ta cũng có nói tới cái bệnh cơ tim bị hóa kém, thì xíu nữa mình sẽ có cái phần nói về bệnh cơ tim bị hóa kém một chút để các anh chị biết thêm. Thì do bất thường của nhịp tim thai, nhịp có thể nhanh, nhịp nhanh trực phát trên thấp, nhịp chậm thì nó cũng có thể gây cho chức năng cơ tim bị rối loạn. Do thai thiếu oxy, mẹ có thể bị lupus là những bệnh về tự miễn hoặc là Sjögren. Về thứ phát thì các anh chị thấy là bà cô virus mới nãy thì mới nói ha, những cái bất thường về thalassemia ha, hemophili ha. Còn tăng gánh thể tích thì cũng giống như người lớn, nếu mà mình có một cái luồng thông đậm tĩnh mạch ở đâu lớn thì nó cũng sẽ làm cho cái làm tăng gánh thể tích trong cơ thể. Những cái bú quái bùng 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 ha, những cái u nội mô mạch máu bất thường tĩnh mạch galen trên não ha, máu xâm thai thì mới để các chị mới học rồi ha. Vì siêu âm thì người ta nếu mà nói tới một cái bệnh cơ tim giãn nở thì người ta sẽ tính là cái tim nó đã bị suy tim nở, tim lớn chưa, và người ta sẽ tính tỷ lệ tim đồng được thường thường là trên 40%, và người ta đo thì cái chức năng co bóp của cơ tim giảm, thì người ta thường thường người ta tính cái chỉ số mà co rút nhiều hơn shortening fraction á, nó sẽ nhỏ hơn 30% ha. Còn người ta đánh giá những cái hở van nhĩ thấp có nặng hay không,
có tràn ngập lòng tin hay không, cái rối loạn chức năng tâm trương hay không. Và thường thường người ta thấy cái rối loạn chức năng tâm trương này á, nó có thể là đồng thời với lại chức năng tâm thu, hoặc là có khi nó đi trước. Thì người ta đánh giá là có một cái bảng đánh giá là chức năng tim mạch là nó có 10 điểm. Thì bình thường thì nó là 2 điểm. Nếu mà người ta thấy chỉ số bình thường nó là được 10 điểm nó khác chị. Còn nếu cứ trừ 1 điểm hay trừ 2 điểm khi mà nó có những bất thường. Thì đây cái phổ của động mạch, phổ của dây rốn của các chị, phổ tĩnh mạch như các chị mới nãy mới thấy rồi ha. Nó bị trừ cái 2 điểm khi nó xuất hiện một sốc mạch như thế này. Và đối với lại phổ của động mạch rốn thì xin lỗi, cái phổ này là ống tĩnh mạch. Ống tĩnh mạch đó thì các anh chị sẽ thấy là nó có cái sóng tâm trương đảo ngược ha. Và về kích thước tim các anh chị, nếu mà nó càng lớn thì cái điểm bị trừ nó càng cao. Còn về chức năng tim, chức năng tim cái này khi nói đó, thì là cái họ phổ thảo văn hai lá ba lá ha. Cái phổ đó là hai phẩm hai đỉnh đó, thì nó là bình thường. Nếu một đỉnh thì nó bị trừ tới 2 điểm ha. Còn cái lỗ phổ này là của động mạch rốn các anh chị, nó xuất hiện cái sóng này thì là cái thai nó suy nặng. Thì các chị thấy là cái buồng tim này các chị sẽ thấy là nếu mình nhìn chung thì mình không thấy buồng nào lớn hơn buồng nào, nhưng mà so với cái lồng ngực thì nó lớn và nó có tràn ngập lòng tim ha. Còn cái này nó lớn nhiều, bên phải nhiều hơn ha. Và cái này người ta đo để người ta đo cái giống như tay em vậy các chị thấy cái câu đó cũng dở. Đây các chị thấy buồng tim giảm lớn. Và trên cái hình này á thì người ta thấy cái có tràn ngập lòng tim và buồng tim trái giảm lớn, thì cái có bị phù gan nữa. Thì cái hình này á thì xíu nữa các chị sẽ coi tới cái bài cái phần sơ chung nội mạc thì các chị sẽ thấy cái hình này nó tương ứng với sơ chung nội mạc nhiều hơn. Tại vì cái tờ này nó hơi giãn và nó trên lớn. Thì đây các chị thấy phổ của văn hai lá ở trong cái này á thì nó còn bình thường, nhưng mà cái phổ của văn hai lá nó đang hơi bất thường rồi các chị. Cái này có đặc biệt đầu tiên. Cái này các anh chị, người ta cắt tay em, các anh chị thấy co bóp rất là kém ha. Cái này là phổ của hở văn ba lá nè các anh chị. Cái này là chắc chắn sẽ là cái phần trăng hở của dòng hở, phần trăng của dòng hở và trên cái nhĩ phải là chắc chắn là trên 25% rồi ha. Có hở hai lá nhưng mà ít hơn. Thì có thể cho nói trong phần di truyền hiển hóa thì ta có nhắc tới cái bệnh cơ tim điện hóa kém, nó là về gen thì bệnh căn chưa có rõ, nó có thể có tính gia đình. Cái bệnh này nó đặc biệt lắm, thì khi nhưng mà tại thiệt ra cũng ít gặp, có những trường hợp đó là cả gia đình thì đều bị, nhưng mà không phải là khi mà bị thì là ai cũng tiến triển suy tim. Tại mặc dù là những cái tầm cơ nó phát triển như vậy, nhưng mà theo thời gian có người sẽ tim sẽ giãn ra và co bóp dở, phải phụ thuộc vào những cái chất động mạch và sau đó là cũng không sống được lâu. Nhưng mà có những người vẫn có những cái cơ bè trong tim, nhưng mà cái chức năng tim người ta vẫn có thể duy trì. Thành ra không phải là có cái bệnh này trong gia đình có cái gen, nhưng mà cũng cùng những đó, nhưng mà không phải cái nào cũng phát triển tới thành suy tim hết. Do đó là khi mà có những người mình khảo sát trong gia đình có người có, nhưng mà do triệu chứng nó thay đổi nên có những người có cái bệnh cơ tim điện hóa kém, nhưng mà nó lại không tiến triển đến suy tim, như đó người ta không có triệu chứng, nên nhiều khi mình không có nghĩ là tới cái bệnh cơ tim điện hóa kém trong gia đình. Khi mà siêu âm thì nó đặc trưng bởi những cái hầm sâu trong cơ tim và thường nó để khí mỏng thấp, và tỷ lệ của cái thằng tim mà có những cái phát triển những cái hầm sâu này so với cái thằng tim mà cái cơ tim nó vẫn được làm chặt á, thì nó lớn hơn hai, thì mình chẩn đoán xác định là bệnh cơ tim huyệt hóa kém. Và những đặc tính của những cái khe trong cơ bè thân trái này nó sẽ tạo thành những cái huyết khối và có thể gây ra những biến cố thuyên tắc.
đây là các anh chị. Thì khi mà mình thường thường nó hỏng hỏng ha, thì khi mà mình nắng này thì mình sẽ đo cái độ dày của này so với những cơ tim còn lại, nó không có những cái hầm sâu này này, nghĩa là cơ tim nó vẫn còn được lành đặt, thì người ta gọi là biện pháp kháng. Nhưng cái từ mà non compression á thì nó là không lành chậm ha, thì nó sẽ trên hai thì mình cần nó xác định. Thì các anh chị thấy là dòng máu nó sẽ đi ra đi vô những cái này, và nó có thể dễ tạo thành cái khối khi mà nó cái lượng mà lưu hành máu trong đây nó chậm và gây ra thuyên tắc. Đây là cái cơ tim của các anh chị. Thì thường thường nó thấp trái hay các anh chị, tại vì người ta nói ngay cả bản thân cái thấp phải bình thường cái mô cơ tim của nó cũng hơi xốp hơn cái so với thấp trái rồi, cái mật độ nó đèn chậm hơn. Người ta thường thường nói cái thấp trái chứ không nói cái thấp phải ha. Đây là các anh chị. Bây giờ mình sẽ tới bệnh cơ tim phì đại. Thì bệnh cơ tim phì đại nếu mà trong di truyền chuyển hóa thì hay nhắc đến là mẹ bị đái tháo đường hay hội chứng vô năng, bệnh toàn trưởng glucosen và có những cái bệnh cơ tim phì đại gia đình. Thì trên người lớn cũng vậy, khi mà mình thấy một cái người nào đó đến khám mình mà phát hiện bệnh cơ tim phì đại thì mình nên khuyên người ta là về kêu anh chị em gì đó, ba mẹ gì đó nên đi khám nha. Còn nguyên nhân mà đây bệnh cơ tim phì đại khác á, thì có thể là bệnh thận nè ha, hoặc là trong cái hội chứng truyền máu song thai ở trên thai nào ạ? Nếu mà trong hội chứng song thai thì truyền máu song thai bệnh cơ tim phì đại trên thai nào? Thai nhỏ ha. Thì tần suất của bệnh cơ tim phì đại trên mẹ bị đái tháo đường là chiếm khoảng từ 33 đến 84%. Thì tiến triển trong thai kỳ bình thường nó trong căn các huyện thứ hai và xuất hiện khi theo dõi tiếp và thường là qua 30 tuần. Thì người ta thấy là nó sẽ xấu hơn khi mà đường nó không được kiểm soát tốt. Nhưng mà người ta cũng nhận có những nghiên cứu người ta nhận thấy là ngay cả khi đường được kiểm soát tốt thì cái bệnh cơ tim phì đại này nó vẫn xuất hiện. Thì tại Việt Nam mình tôi không biết có bệnh viện nào mình làm cái thống kê chưa, chứ còn tôi làm thì cũng ít chứ không nhiều. Thì tôi thấy là đa số các mẹ bị bệnh tiểu đường thì gửi tới làm á, thì tôi thấy đa số là bình thường, đa số là bình thường. Chứ mà tôi hỏi thì cái chỉ số đường của người ta theo dõi thì cũng rất là ổn, mà tôi cũng không có thấy là bệnh cơ tim phì đại ha, chứ chưa có gặp trường hợp nào luôn á. Thì nó thường là không triệu chứng trên thai và nó sẽ thoái lui tự ý sau sanh. Là người ta thấy là khoảng vài tuần sau đó thì cái cơ tim phì đại nó sẽ biến mất trên trẻ được sanh ra. Nhưng mà có những nghiên cứu người ta vẫn ghi nhận là có bé 11 tuần tuổi vẫn tử vong, và có những trường hợp là suy tim xuống huyết có thể tiếp theo sau. Thì tôi nghĩ nếu mà có thì cái tần suất này nó là thấp để cho mình lưu ý, để mình vẫn tiếp tục theo dõi cho bé cho nó tốt. Đây là cái hình ảnh các anh chị, đây là nhĩ trái, đây là nhĩ phải, các anh chị thấy thần kinh rất là dày luôn. Cái này nó dày cả thất phải đọc này, dày cả thất trái luôn. Cái này nó có trò chuyện thần kinh các anh chị. Còn đây này các anh chị thấy các cơ tim của các hai thần thất nó rất là dày. Và cái này người ta thấy nó giống như là cái thất trái nó giống như một cái tẻ luôn á, và nó ghi nhận cái vận tốc là qua nó cao. Rồi cái bệnh cơ tim hạn chế thì rất là ít gặp so với những cái phì đại, với lại là cái giãn nở hơn á, thì đó là sơ chung nội mạc. Thì do nó lắng đọng mô sơ và đàn hồi trong bệnh lý của nội mạc thì tần suất nó cũng chiếm chỉ bộ 1-4% toàn bộ cho tim bẩm sinh. Và các anh chị thấy tần suất rất là thấp luôn, trẻ sinh ra thì 1 trên 5.000 và 6.000. Thì nó có chia hai loại, nguyên phát và thứ phát. Thứ phát là do tổn thương tắc nghẽn của tim trái, mặc dù nó là bệnh cơ tim nhưng cái này người ta cũng có nói tình trạng là thứ phát. Nó có thể là do gánh nặng trên cơ tim mãn tính, do nó làm bẩm sinh mạch máu hay van, do CV hoặc là do di truyền. Và thường thường người ta thấy siêu âm lớn thất thường là thất bên trái, hay bị suy tim nặng nên là nó hay cùng thai.
và bộ mạng vùng thấp bị dày lên như vô sơ đàn hồi, nó cấu trúc giống như một cái mảng cứng. Đây các chị, à, cái này nó cũng tim nó rất là lớn so với lồng ngực ha, lồng ngực và có cả hệ thần kinh. Các chị thấy cái mật độ của cái thấp trái là thần châu nó rất là sáng, nó rất là đỉnh cứng ha. Thì đây là các chị thấy khi mà nhìn cái về giải phẫu học đó, thì mình thấy là nó rất là trơn láng và các chị nó tương đương với hình xoan các chị thấy. Nhưng mà không phải là trường hợp nào nó cũng giãn. Cái cấu trúc của về mô học nó thay đổi như vậy thì không phải lúc nào cũng giãn, cái trường hợp nó lại co rút, nó không giãn khớp. Mà điều trị thì người ta chỉ điều trị để mà duy trì thôi, điều trị virus sinh lợi tiểu và tiên lượng thì thường thường là xấu, hầu hết là chết trong tử cung hay trong giai đoạn sơ sinh sớm. Thì đối với trường hợp bệnh cơ tim á, thì người ta khuyên á, là mình nên có xét nghiệm tử kháng thể anti-SSA và anti-SSB để mà nếu mà có bất thường thì người ta hy vọng là tại vì mình không có can thiệp một cái gì mà trong tử cung để mà cứu nó được cái chuyện nó sanh ra. Thành ra khi mà mình thấy bất thường thì mình có thể dùng corticoid là dexamethasone cho mẹ để mình xem nó là nó có duy trì và có cải thiện được phần nào hay không. Thì tiêu chuẩn siêu âm thì mình trả lời là hai câu hỏi, tim có lớn hay không, và cái thứ hai là tim lớn trên kích thước lồng ngực bình thường hay tim có kích thước bình thường trên lồng ngực nhỏ. Có nghĩa là có những bé là chậm phát triển trong tử cung, thành ra nhiều khi cái thai nó nhỏ hơn bình thường, thành ra mình cảm thấy mình đo thì mình thấy là kích thước nó hơi lớn so với cái lồng ngực nó nhỏ ha, chứ không phải là nó là bệnh cơ tim ha. Và những tình huống giống như bệnh cơ tim đó là cái gan hẹp là mạch chủ, có những trường hợp là nó bất thường những mạch máu ở dưới bụng ha, thì không phải là nằm ở trên không. Rồi co thắt ống động mạch giãn và đối nó sẽ gây giãn và rối loạn chức năng thất phải. Những bất thường là hệ thống tĩnh mạch như động tĩnh mạch não, không có ống tĩnh mạch bẩm sinh, thì nó cái này nó giống như là những cái thứ khác mà nó ảnh hưởng tới cái tim, chứ không phải là về lâu ngày thì nó có, nếu mà nó ảnh hưởng lâu ngày thì nó có thể là làm cái tim nặng khó hồi phục. Còn nếu mà mình đã cải thiện được những cái này á, thì cái tim nó không có bệnh cơ tim. Đây các chị đo cái kích thước của tim trên lồng ngực ha. Nếu mà nó trên 40% á, thì là tim nó lớn. Còn cái này chỉ là một phần tôi minh họa cho các anh chị á, là bình thường á, nếu mà trên người lớn á, cái tràng dịch màng tim á, thì trong cái tràng dịch màng tim nó không có mạch máu gì hết, chỉ là lớp dịch. Thì trong cái thai cũng vậy, cái tràng dịch màng tim nó chỉ là lớp dịch, nhưng mà khi mà ta đặt lớp đất đen màu lên á, thì người ta thấy có cái màu bên đây, người ta xác định đó là có tràng dịch màng tim chứ không phải là ấy. Thì cái này nha, thì đó tôi cũng có đọc cái sách nào mà tôi nói lý do là người ta có thể xác định tràng dịch màng tim bằng cách là trong thai, có thể là bằng cách là người ta có thể bật màu, người ta thấy có dòng màu trên đây nữa. Thì cái này tôi quên là cái lý do tại sao mà, nhưng mà đó là chỉ hướng dẫn các chị thêm cái siêu âm tràng dịch màng tim trong thai. Điều trị thì mình điều trị thế nào để các chị xác bệnh nào? Thì như các chị thấy là hồi nãy tôi có nói là dù là có những nghiên cứu người ta thấy là kiểu, nếu mà không kiểm soát thì nó xấu hơn cái bệnh cơ tim thời đại, nhưng mà có những trường hợp ra trong vòng kiểm soát mà bệnh cơ tim thời đại vẫn có ha. Nếu mà thiếu máu thai nhi á, thì là người ta có thể truyền máu cho thai nhi. Nếu mà có loạn nhịp thì người ta dùng những thuốc loạn chống loạn nhịp để kiểm, cho mẹ dùng để kiểm soát nhịp trên thai. Nếu nó ổn thì cái thai nó sẽ tiếp tục phát triển theo chiều hướng tốt. Người ta có thể dùng corticoid hay là lọc huyết tương để điều trị trên mẹ bị lupus hay hội chứng Sjögren. Còn đối với hội chứng truyền máu song thai và song thai xuất huyết không tim, thì các chị mới nãy đã học đó, thì nó sẽ cải thiện đi sau khi mình lấy những cái thông máu mạch máu bất thường. Thì dựa trên bệnh nền thì mình sẽ hiểu rõ sinh lý bệnh. Trên siêu âm thì nhiều khi kích thước tim bình thường với chức năng tâm thu giảm nhẹ
thì mình phải theo dõi sát. Tại vì nhiều khi cái câu đó mình không có đánh giá được tốt, thì nếu mà mình nghi ngờ mình phải theo dõi tiếp, có khi nó sẽ phát triển thành tiên cảm lớn, con bóng kém và phù thai. Do đó là mình khi nghi ngờ thì mình theo dõi sát hơn. Nếu mà mình cứ tiên cảm nổi có phù thai thì chắc chắn là tiên lượng kém rồi. Mình phải cần xác định những nguyên nhân có thể điều trị được, giống như dịch nhân nè, nhiễm trùng mà thiếu máu thai nhi. Thì phần trình bày của mình cái tiên đến đây là hết, các chị có gì